快点，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 
Ui, đây này, ui đây, đây. Ui, chú này, chú này, cứ đây. Chú này này, chú này này. Chú này cho mình vào đấy nhỉ. Chú này, chú này, chú này. Chú này, chú này, chú này, chú này. Ôi, bột em vàng ngon quá. Ui, bà Hương, đây. Kinh vô. Ông chú này chỗ nào? Đấy cái lỗ ấy. Rồi. Chú nào chú nào còn đấy nhỉ? Đấy vừa cái lỗ này. Em nhìn nó bóng loáng này à? Ôi này rồi, đúng rồi. Wow, đúng rồi. Ui, trong đây khả năng của nó to đùng luôn mọi người ạ. Mắc, ôi rồi. Ui, được. Cái đúng rồi. Thế xuống bắt đầu thế. Ui, cứng lắm anh ạ. Mày nhìn vào nó nằm vào đây luôn à. Cái đầu nó đang thật thò đấy mà. Vồ luôn thì nó bị nhờ. Vồ nó thụt vào ý. Vồ ăn luôn thì ngon. Mà đào tới thì mệt. Đang đói. Đào mày mệt. Mệt nó có tiền. Mất nấu rồi. Nó trong đây là không chạy đâu rồi. Mày biết là đấy sao còn nặng. Mất nấu rồi đó. Ui, đúng chỗ này, đúng rồi. Ui, đúng tầm lỗ rồi. Ui, rồi lên hẳn chín rồi. Bảy, ui. Được, to đấy. Ngon rồi. Lấy vết này ra để không để nghe mà. Này nó chui trong gầm này. Cái gì nhá? Nhá. Bỏ quốc ra, bỏ quốc sau ra. Quốc không ngờ lại. Ui, sao? Ui, to lắm, chiếc to lắm. Thế thì sao mình còn đối? Đây, ngay đây này. Ui, đấy thấy chưa? Ôi ôi, thấy chưa? Ôi ôi, chúc quả rồi. Ôi. Nhiễm rắn gì ấy? Ui, không phải rắn ráo đâu. Ui, hổ ma. Mang rồi, không rắn ráo đâu. Ui, tụi quý. Ui, quý. Ui, sâu chưa? Ui, wow.
từ khó đưa cái tay mình đeo kìa. Ui ui gì kìa, ui ui nó ổ kìa, ui nó cuộn kìa, mua ui bắt luôn, cứ cứu luôn bé, bắt chắc thả ra này, mang lên núi thả nhỉ, bé ăn thịt thả. Ui ôi, nhiều lắm. Ui, không phải hai con thôi anh ơi. Một ổ thôi. Trăm con rồi, trăm con rồi. Ui, ui nhiều lắm mọi người ạ, nhiều lắm. Ui, nhìn này. Ui, cầm cục lên. Ui, dồi ôi. Ui, 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 ôi, phải 100 con luôn. Wow. Ui, nó là để bắt rắn đi, nhiều lắm. Cho tay an toàn thì không cắn được, cứ đớp đớp phải có ăn thua đâu rồi nhỉ. Đây quay cái đầu, ra cái đầu lên. Ra cái đầu của nó. Ui giời. Ui. Rồi, một tay em cầm. Một tay em cầm. Đi kìa. Đó. Cầm tay vào cái mắt. Vẫn vào nỗi nhiều kìa, vẫn vào nỗi mày cứ ngắn người đâu, ngắn người đâu, con sắn không con. Mọi người ơi, anh em mình trúng quả rồi. Nhiều thế. Sau con này anh em đi ra kia ăn không ăn cơm bình thường á. Đi ăn thỏ luôn. Ăn thỏ bò. Không con, con này mà bắt thỏ bò thì thoải mái nhỉ. Đổi, đổi chứ. Nhìn nó bắn sướng thế. Ui dạ. Ui ôi, tất công rồi. Cá một. Ừ, ôi chọc dã man. Đừng có tay vào đây em. Ba con hồ nữa rồi. Ui, ủa chưa đây. Đẹp đi, ui ôi, nó lư luôn này. Ừ. Ui ôi, còn trăm khủng, trăm con nữa. Thế là mọi người chúng đang tay rất an toàn luôn. Thấy nhẹ nhẹ. Có cảm giác nó vẫn bấm vào nhưng mà nó không xuyên được qua. Này nó cầm búa, nó cầm cái đinh, nó cầm búa đập một phát nó không xuyên được. Thế đấy nhé, nó bấm. Còn nhiều lắm, nhiều ơi. Đủ mà, anh ngồi đây. Đưa túi khác đi, đưa cái túi nước quên. Đừng quên, quên, quên. Đây là búa. Ôi, cái này ngoài đây là nó đỡ em buộc hẳn ra đi coi. Đấy là gì? Chân đấy, chân đấy. Ghê luôn. Nào giữ kìa. Quyền mày răng nó này, nó cầm nó bị cái đầu vào nó đút vào túi luôn. Đấy, cầm cái vô cả cái đầu ấy. Đấy. An toàn, đứng dàn dãy cứ thế. Đấy, như vậy là an toàn. Cái đầu nguy hiểm hơn, nó bắt kiểu này. Khi nó cắn vào ngoài đấy, đúng cái đầu thôi em đúng rồi đấy. Đấy, nó bảo là đấy, nó bảo an toàn không? Không có thấy bắt thôi em. Bắt cái kiểu ở đất thì kia, một tay ấn. Ui, ui. Ui, con này. Ui, con đột biến à? Ôi, giống như con giáo vàng này nhỉ? Ui, con này bị đột biến. Cái mà zoom đấy thôi thì xem một con nào bắt nốt đi.
hết rồi. Đấy, mong khách bật núi cho người xem này. Nó vàng nữa. Đây này. Anh em mình đi bắt đang đi vào cái bãi trong kia để săn rắn thì bây giờ ra đây gặp một ổ đây này. May cả con này được trúng này. Đấy thì mọi người nhá, anh em bắt được rắn đấy. Thì còn anh em mình thì trưa rồi nên anh em mình có quả là anh em về đổi đến phở ăn đây. Thì mọi người thấy ủng hộ em mình, chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video nhá. Chào tất cả mọi người nhá.